Công việc của giáo viên mầm non khá vất vả, phải có tính kiên trì chịu khó, tận tâm với nghề và đặc biệt là phải yêu thương, gần gũi trẻ. Đó là lời tâm sự của nhà giáo Danh Ngọc Tuyết, trường mầm non Tân Thạch, huyện Châu Thành, nhà giáo đầu tiên bậc học mầm non của huyện vinh dự được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú năm 2021. Năm 1996, cô Danh Ngọc Tuyết tốt nghiệp trường cao đẳng Bến Tre, ngành sư phạm mầm non và được phân công đến trường mầm non Tân Thạch dạy lớp lá, học sinh là trẻ 4 đến 5 tuổi. Kiến thức từ giảng đường là hành trang ban đầu giúp cô tiếp cận với giáo dục trẻ mầm non. Trong quá trình dạy trẻ, cô luôn học hỏi từ các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm để làm tốt công việc của cô nuôi dạy trẻ. Năm học 1998-1999, lần đầu tiên cô Tuyết dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cô đã đạt giải. Món quà giáo viên dạy giỏi là động lực giúp cô cố gắng trong chuyên môn và kết quả là cô đã có 10 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện từ năm học 1998-1999 đến năm học 2016-2017. 4 lần đạt giải dạy giỏi cấp tỉnh, đạt giải nhì hội thi thiết kế giáo án điện tử và có 6 sáng kiến đề tài nghiên cứu khoa học được Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành nghiệm thu công nhận. Theo cô Tuyết, Bác Hồ đã từng dạy làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm được thế thì trước hết phải yêu trẻ. Các cháu nhỏ hay quấy phải bền bỉ, chịu khó mới nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ cũng như trồng cây non tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt. Khi chọn nghề giáo viên mầm non là cũng biết được sự khó khăn vất vả của nghề. Nhưng mà với tâm huyết yêu nghề mến trẻ, đó là một cái động lực mà giúp tôi được vượt qua được những cái khó khăn vất vả đó để hoàn thành nhiệm vụ. Và luôn được sự tin yêu của các bé cùng với phụ huynh và được sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo cũng như ban giám hiệu nhà trường và các bạn đồng nghiệp. Đó là những cái động lực giúp tôi vượt qua cái vất vả khó khăn của nghề. Đến nay đã gần 25 năm, cô giáo Tuyết gắn bó với nghề cô nuôi dạy trẻ. Với cô, không chỉ dạy mà còn phải dỗ, không chỉ giáo dục mà còn chăm sóc. Không chỉ có tình yêu nghề, yêu trẻ, cô Tuyết còn là người truyền lửa yêu nghề đến các thế hệ giáo viên trong trường. Cô Danh Ngọc Tuyết á, thì mặc dù bận rất là nhiều công chuyện ở gia đình, nhưng mà cô vẫn sắp xếp được cái công việc của ở nhà trường, không bao giờ bị động. Với đồng nghiệp thì cô rất là hòa nhã. Ví dụ như cô hay chia sẻ những cái kinh nghiệm á, mà của 25 năm cô đã từng trải á, thì cô chia sẻ hết cho các đồng nghiệp cũng như là những cái đàn em mà sau này mới ra trường á. Giáo viên mầm non là người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng cho sự phát triển nhân cách của trẻ. Vì thế, cô Tuyết và đồng nghiệp luôn xác định quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ ở độ tuổi mầm non là việc làm hết sức quan trọng. Trong công tác phải biết gắn kết, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, phối hợp tốt với phụ huynh để chăm sóc, giáo dục trẻ. Chặng đường 25 năm với sự nghiệp trồng người, cô Tuyết đã đón nhận nhiều thành tích tiêu biểu uy tín của cô trước đồng nghiệp, ngành giáo dục và xã hội ngày càng được nâng cao. Đây là lần đầu tiên mà trường có một giáo viên đạt được cái danh hiệu là nhà giáo ưu tú. Thì nhà trường rất là phấn khởi và nói chung là không phải riêng một mình cô Tuyết mà cả tập thể đều cảm thấy hạnh phúc và tự hào với cái thành tích mà cô đạt được. Sáng nay, 19 tháng 11, tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam lần thứ 39 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre tổ chức, cô Danh Ngọc Tuyết là một trong 57 nhà giáo vinh dự được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Vinh dự đó gắn liền với trách nhiệm của nhà giáo là không ngừng học tập, bồi dưỡng rèn luyện cả về phẩm chất, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ để người thầy, người cô thực sự là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo đối với học sinh.